Chào đón quý vị đến với tạp chí kinh tế hàng tuần của Lý Sài Gòn TV cùng với sự hợp tác của giáo sư Đinh Xuân Quân và nhà kinh tế gia. Có một điểm đặc biệt trong phần kinh tế lần này đó quý vị chúng tôi xin được chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất để nói về Afghanistan bởi vì nếu nói về người hiểu được Afghanistan thì không ai bằng ông à, giáo sư Đinh Xuân Quân cả lý do chúng tôi sẽ được gửi đến phần thứ nhì chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề kinh tế hiện nay của nước Mỹ à, người chào anh ngày hôm nay ạ vâng xin uh, kính chào uh, quý khán giả của đài Lê Tất Sài Gòn và anh uh, Thụy vâng anh là người đã có mặt ở Afghanistan bao năm anh bảy năm bảy năm trường trời. trường đó là dân nhà binh đó chỉ có sáu tháng thôi nhưng mà tôi tôi phải đóng anh đâu có sang đó để chiến đấu phải không ạ không tôi là là uh, <laughs> lần đầu tiên là xây dựng lại cái công vụ cho Afghanistan năm nào anh và hai nghìn bốn tới 2007 và sau đó 2010-2011 là cố vấn cho tổng trưởng kinh tế à, kinh, à, không kế hoạch tổng trưởng của Bộ Afghanistan kế hoạch. về vấn đề kinh tái thiết tái thiết tái thiết Afghanistan, vâng. tái thiết Afghanistan và từ 2013 tới 2015 đó là uh, cố vấn cho Bộ trưởng Nông nghiệp tái thiết uh, về vấn đề nông nghiệp và 2016 là làm cho Bộ trưởng uh, Tài chính mấy lần sang Afghanistan đi đi và về bốn lần. Về. Anh chỉ làm việc ở thủ đô Kabul thôi Không hay mà. là làm công vụ thì tôi phải đi khắp nơi thì có thể cái tỉnh duy nhất mà tôi chưa đi đó là tỉnh Kandahar thôi vì hôm oh. đó là hụt máy bay nhưng mà thật ra lẽ ra là... là đến nhưng mà không đến được bởi vì không hụt máy bay thôi. Vâng, thật ra là tôi đi nghĩa là tôi là một cái người mà tương đối là đi là khá nhiều của đất nước uh, Afghanistan ừ. vì tại sao là lúc đó là 2004 tới 2007 thì Taliban không còn gì hết thành ra tha hồ ừ. đi mà đi bằng xe hơi nữa thành ra đi khắp xứ này thì nghĩa là mới mới Anh có mới phải gặp mặc áo đó. giáp không? Lúc đó là chưa có, chưa bắt đầu mà bắt đầu không? Mặc áo giáp là khi làm cho uh, du làm cho bộ 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 cái <laughs> là là gì ngoại giao Hoa Kỳ thì lúc đó là cái thủ tục nó bắt cho mình lúc đầu tôi vào là dưới chương trình của Liên hợp quốc, Liên ừ. hợp quốc tại Bon đó, hội nghị Bon đó dạ. có quyết định là tái thiết Afghanistan mà vấn đề tái thiết Afghanistan phải bắt đầu bằng cái vấn đề mà xây dựng lại công vụ của Afghanistan thì ừ. tôi làm việc đó trong những năm đầu thành nhá lúc đó rất là thoải mái đời sống thì lúc đó cực lắm tại vì không yeah, có điện không, không có nước có không có gì, dạ. gì hết nhưng mà có một cái dịp đi thăm tất cả các đất nước Afghanistan. Wow. Thì uh, phải anh nói có hình ảnh anh có chụp được, anh có quay gì vâng, lại. Hay là hay là mà... tất cả những cái chuyện đó là chuyện bí mật của Không cái đó không có bí mật thì thì đáng lẽ là lên đây thì tự mình tự nói cho mình tôi có viết một cuốn sách gọi là Từ Sài Gòn đến Carbon. À. Thì nghĩa là quý vị có thể tìm thêm trên uh, Ờ, ừ. tủ sách người Việt đó có dạ. thể mua được thì tôi nó nói nhiều những cái chuyến đi của tôi và những cái khó khăn của tôi những cái mà tôi đi thì thường thường là có một ông bạn Việt Nam nữa mấy người chứ không phải không à, chứ không thành ra là uh... như vậy nói là về nói kinh nghiệm về Afghanistan thì ông quá rành rồi tại sao Hoa Kỳ lại rút ra đến giờ phút này vâng. 20 năm sau lại rút ra vâng thì hiểu ra tại vì thế này nè mình phải nói là trong 20 năm làm việc đó thì Hoa Kỳ đã thành công xây dựng một xã hội Afghanistan ở thế kỷ 21. Đúng. Và Đúng cái đó đó thì nó là chỉ ở trong các thành phố lớn thôi. À. Còn 2/3 đó oh. thì oh. là Afghanistan vẫn là ở trong thế kỷ 14, nghĩa wow. là ở thời trung cổ thì vấn đề đó mình hiểu thì quý vị cứ nhìn uh, uh, khi Taliban vào 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 vào, vào Ờ, các Ủa, thành phố thì vậy. có khác gì những cái anh nghĩa là lính uh, uh, cộng sản 1975 vào Sài ừ, Gòn uh, là ngơ ngác người rừng đúng là nhưng mà họ, họ không, không có ngờ. tổ chức yeah. nhưng mà họ là những cái người tại vì hiện giờ đó thì theo cái lịch của Afghanistan lịch mà gọi là hồi giáo đấy thì 1.400 mấy thôi thì cái là một bốn trăm là một hay là bốn trăm là hai thôi cái, cái thắc mà tại sao cái việc mà tốn kém quá nhiều tiền vào Afghanistan huấn luyện cho quân đội tại sao mình không có những cái tại cơ, vì cơ tại vì họ tiêu trừ những cái thành phần Taliban lác đác ở các vùng ngoại ô tại vì thật thật ra Taliban không có nhiều nhưng mà cái vấn đề nó là quân đội đó là quân đội của chính phủ trung ương đa số đó, một lính đó này nhiều người không có học đó là một cái thứ hai họ là bộ tộc ở bên Afghanistan thì là có là có bốn bộ tộc chính, yeah. mà cái bộ tộc mà theo um, Taliban nhiều đó là bộ tộc Pashtun yeah. là người hồi giáo theo hệ Sunni cực đoan, thì đó đó, còn cái, cái 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 bộ tộc thứ hai là bộ tộc Tajik mà bây giờ là chống Taliban nhiều nhất mm. mà hồi xưa là thành công đó là bộ tộc người miền Bắc thì là cái bộ tộc đó thì họ lại nghĩa là là con cái của nghĩa là hy lạp thành ra mấy người đó nhiều người mà tóc có thể có tóc vàng và tóc mắt xanh nữa mắt xanh và da trắng vâng và còn một cái bộ tộc uh, thứ ba đó là bộ tộc hazara thì là con cháu của nghĩa là uh, thành cát thư hãn oh. hay là của, của mông yeah. cổ thì nó giống mình thôi yeah, vâng. hay là một cái bộ tộc chót là tuyệt môn nghĩa là mm. thường thường đó vì vậy đó họ không có một Việt Nam nó là mình có nói là có 55 dân dân tộc được. nhưng mà thật ra là 55 dân tộc thì, thì 50 dân tộc hay là 51 dân tộc là dân thiểu số hết, ừ. còn đa số là người Kinh. Người Kinh. Yeah. Đó, thì vì vậy đó mình còn kiểm soát được. Yeah. Không phải vì là họ có cái tinh thần được nung uh, nghĩa là, là 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 chiến tranh với Trung Quốc bao nhiêu năm thì họ, cái tinh thần mà quốc gia của người Việt Nam mình là rất là cao yeah. đúng không no. nghĩa là có thể mình có thể nghĩa là là giữa việt nam với việt nam là cãi nhau tí tuệ mm. nhưng mà nếu mà có ngoại quốc vào là là khác ngay yeah. Yeah. do đó thì ở đây đó cái tinh thần quốc gia của họ có thể là họ chống ngoại xâm nhưng mà tinh thần quốc gia của họ là theo bộ tộc rồi bộ tộc thì họ yeah. sẽ ngồi họ sẽ nghĩa là vì vậy mà quân đội đâu có đánh, không có một, không có đánh nhau gì hết, mà chỉ có 10 ngày 11 ngày là là rớt rồi, vâng cứ bỏ chạy thôi, để cho Taliban đánh vào thôi. Không có đánh vào đi vào đi thôi vào đi đi, vào. đi, đi, vào. đi, đi <laughs> bằng xe Honda vào như có cái gì đâu. Việt Nam thì khác anh thấy. mà dạ. nếu mà Việt Nam thì là là là, là phi trường bị pháo kích rồi, là sẽ bị mộng. pháo kích nhiều yeah. có đủ thứ chuyện hết, nhưng mà đây họ có chuyện khắp đó. Nơi. Dạ. Bây giờ quý vị thấy có bao giờ mà gọi là, là 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 bắn nhau. Ừ. Bây giờ bây giờ trong uh, carbon cũng vậy đâu có bắn nhau nhưng mà cái khó là làm sao mấy người tôi đang không ngủ được vì không biết làm sao mà mấy ông bạn tôi được bảo lãnh được này được kia nhưng mà không vào phi trường được. Nếu mà vào phi trường được thì chắc chắn là được đi. Nhưng mà không vào phi trường được. Mấy người này tại thì... sao họ biết được cái tình thế này như thế mà tại sao họ không đi sớm để vào phi trường? Quá mau. Quá mau quá mau ngờ ngày mà không không ngờ là như vậy và cái thứ hai là không ngờ là các thành phần chính phủ là bỏ chạy hết Mà không những bỏ chạy mà bỏ chạy lẹ nữa mà bỏ chạy mà nghĩa là không báo cho ai biết hết thì họ quý chạy định, đi đâu ạ? À? thì họ chạy qua Uzbekistan hay à, là họ chạy bên cái sang cái nước bên ra, cạnh đó rồi, bên rồi cạnh. từ từ đó họ rồi, tại vì không có cái máy bay Nghĩa là bay xa được thì nghĩa là thì không họ có đi, đi từ qua, từ, từ và và đi, và... đi thôi. miễn thì... làm sao rời khỏi Afghanistan để vâng. đừng bị giết thôi vâng mà tại vì Afghanistan tới đó thì là quý vị tôi cũng có mấy ông bạn đã, đã bị gõ cửa rồi thành ra tôi rất là lo về ừ. cái chuyện này mà mình là người tị nạn mà tôi trong ngày là 75 thì là là dính kẹt cái là cũng thuộc bài 3 năm vì vậy phải đi cải tạo ừ. nhưng mà tôi thấy ở đây đó thì là vấn đề vì họ cái tinh thần họ không có kỷ luật mấy thành ra ừ. họ chạy vào thế là cứ mong là được nhưng mà quý vị hiểu là bây giờ mình ở bên Mỹ rồi những cái tụ tập lớn như là Disneyland này kia đó trật tự mới đi lẹ được ngược lại có trật tự mới đi lẹ được còn không trật tự là một người không có trật tự thì là tự nhiên nó phá thùng lông hết à, dạ. thì không không thì ở đây là ngược lại thì họ có người thì sống trong thế kỷ 21 nhưng mà đa số dân chúng ừ. vẫn là thế kỷ 14 à, vẫn là thế kỷ nữ quyền vâng đó là một trong những vấn đề mà người ta quan tâm nhiều nhất đó, mà sẽ, sẽ không còn nữa vâng. và tôi sắp nghĩ... tới đây theo anh cái tình hình của afghanistan sẽ đi về đâu tôi lúc đó rồi cũng trong cái vấn đề mà cải cách công vụ thì có cải cách luôn vấn đề mà gọi là bộ giáo dục đó thì là à. tôi đã lo cái việc mà mướn lại các thầy giáo các cô giáo và các chọn mấy cái bà Hiệu trưởng các trường đó thì yeah. đó là một cái chuyện rất lớn mà tôi nghĩ thì Afghanistan mà bây giờ Taliban cũng khó mà bỏ lắm, khó mà bỏ. Để cái xem đó, ra cái chúng chuyện này nó còn rồi. còn dài nữa cho nên chúng tôi sẽ tiếp nối với cái những vấn đề của Afghanistan Taliban ngay sau phần quảng cáo với phần nhì của tạp chí kinh tế hàng tuần mời quý vị cùng theo dõi.